Xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Lan Lê ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay là muốn chia sẻ để gửi đến một quý khán giả đã đặt ra câu hỏi cho mình, chính là chủ đề kết hôn và độc thân thì nên lựa chọn ở điều nào là tốt nhất. Thật ra là trong cái vấn đề này mình không phải là một chuyên gia nên mình không thể nào mà trả lời dùm cái cuộc đời cho bạn được. Cuộc đời của chúng ta là do chúng ta tự lựa chọn, và cái hạnh phúc của chúng ta nó có hạnh phúc hay không, nó có viên mãn hay không là do chính chúng ta chấp nhận, chúng ta chọn lựa đúng và đi đúng hướng cái con đường đó thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Thì cảm ơn bạn cũng đã đặt ra cái câu hỏi này, và hôm nay sẽ xin chia sẻ trên đây để cho chúng ta cùng nhau bàn luận về cái vấn đề này và cùng đưa ra những cái ý kiến như thế nào. Thì hãy đặt dưới comment video của Lan để Lan biết là các bạn ghé xem video. Rồi, độc thân không phải là một điều đáng sợ nhất đâu các bạn. Đàn ông thì có thể kết hôn trễ nhưng đối với phụ nữ thì không. Thì tại sao cái thời gian và cái năm tháng nó trôi dần đi thì cái nhan sắc của người phụ nữ lúc nào cũng rất là quan trọng. Đối với người phụ nữ thì họ trân trọng những cái gì mà họ có ở mặt tiền trước. Thì theo cái thời gian thì nhan sắc họ cũng phải phai dần theo, và càng ngày càng già và càng xấu đi chẳng hạn. Thì người phụ nữ họ sợ nhất là không ai cưới. Và người đời họ ngày xưa họ có câu là gái lớn gả chồng, trai lớn lấy vợ. Nhưng mà người đàn ông á, dù họ có lấy trễ, họ vẫn có vợ đàng hoàng. Nhưng mà người phụ nữ khi mà đến tuổi lấy chồng mà vẫn không lấy, để đến khi mà hơn 30 rồi á, thì người khác họ sẽ nghĩ là cô này ế chồng, và cô này có cái điểm gì đó, hoặc là có cái gì không hay. Thì nên người đàn ông họ không có thích mà không có lấy, nên cũng bị mang tiếng á các bạn. Nên người phụ nữ là không có phải là đặt cái kiểu như là tôi có thể sống độc thân là không hay đó. Nhiều người về gièm pha và dị nghị lắm các bạn. Nên người phụ nữ là bắt buộc phải đi lấy chồng, phải kết hôn và phải có một cái cuộc đời an phận, có gia đình và có con cái. Rồi những người độc thân mà có thể là do họ, nhiều người sẽ nghĩ rằng là người này kén chọn chẳng hạn. Người này hay lựa đạt đủ tiêu chuẩn mới chịu. Nhưng mà thật ra không phải là như vậy. Độc thân là do là họ chưa chạm đến được cái cánh cửa tình yêu, vì cái cánh cửa tình yêu đó nó chưa có mở đúng lúc và đúng thời điểm, nên họ chưa có thể bước vào cái ngưỡng cửa của tình yêu. Và là lúc đó các bạn chưa có thật sự sẵn sàng để gò bó, để ép chặt cái cuộc đời của mình dành cho một người khác được, nên bạn vẫn độc thân. Và độc thân cũng có nghĩa hiểu như thế này, thì cũng có nhiều cái hay cho các bạn. Vì độc thân các bạn có thể là tự đi chơi, tự mua sắm nè, tự làm những điều mình thích, tự gặp gỡ bạn bè, quen nhiều người cũng không sao. Bạn có thể là sống một mình thoải mái tự do nè, thậm chí là đi toilet không cần phải đóng cửa, hoặc là thả bom cũng không cần ai biết. Đó, lúc đó thì các bạn có cái sự tự do và không bị người khác làm phiền. Thậm chí là các bạn có thể là đi chơi bất cứ mọi nơi, có thể du lịch, có thể làm những cái điều bạn muốn, có thể ăn uống theo cái cách của bạn, hoặc là các bạn có thể là ăn bao nhiêu tùy ý bạn, không người khác phải phán xét gì cả. Không không có phải là có cái người cạnh đối diện bạn mà để nói là ừ sao mà ăn quá trời nhiều hay là chẳng hạn gì đó. Thì khi mà các bạn là một người độc thân thì các bạn có cái cuộc sống tự do, thoải mái hơn, làm những điều mình thích. Và thậm chí gần những người độc thân á, các bạn sẽ không phải bị vướng những cái vấn đề là lãng phí tiền hay là chi quá nhiều tiền. Hả? Rồi cái kiểu là khi mà các bạn có một người yêu hay một người vợ hay là gì đó thì đương nhiên các bạn phải chi đủ thứ tiền nè, tiền hoa, tiền quà, rồi mua đủ thứ để tặng cho người yêu chẳng hạn. Và thậm chí là cái ngày lễ tình nhân hay là ngày lễ của phụ nữ thì không chỉ riêng là tặng quà cho người yêu bạn đâu, mà còn phải tặng quà luôn cho mẹ vợ, mẹ người yêu nữa. Cho nên là nó có rất là nhiều vấn đề mà các bạn cần phải biết. Độc thân nó có nhiều cái hay nhưng cũng có nhiều cái không hay. Tại sao? Tại vì độc thân á là lúc đó bạn thoải mái, ok, bạn tự do, bạn muốn làm gì những bạn làm, không ai cấm cản hay không ai ràng buộc hay phiền bạn gì hết. Nhưng mà độc thân đôi khi bạn cảm thấy rất là cô đơn, rất là buồn chán. Nhiều khi mà các bạn đi chơi rồi, các bạn vui vẻ xong rồi,
Khi mà các bạn về đến nhà thì các bạn chỉ có một mình mà thôi. Thì lúc đó cái không gian ở xung quanh bạn nó rất là trống trải. Bạn cảm thấy cô đơn. Mà khi mà các bạn mà đang ở cô đơn rồi, mà các bạn xem một cái bộ phim TV trên truyền hình gì đó, mà các bạn thấy những cái bộ phim tình cảm, các bạn cảm thấy là tủi thân mình đi. Tại sao mình lúc nào cũng trống vắng, cũng thấy cô đơn, thiếu vắng người đối diện chẳng hạn, người bên cạnh mình. Thì độc thân, có những người họ sẽ chọn cái cách là sống thoải mái một thời gian và sau đó sẽ kết hôn về sau. Độc thân là khi bạn là chưa sẵn sàng đủ để xây dựng một cái gia đình, thì lúc đó bạn muốn lựa chọn là người độc thân. Rồi khi kết hôn là đương nhiên chắc chắn rằng bạn thật sự đã sẵn sàng với một cái cuộc tình đó, cũng như là các bạn đã chấp nhận được là hai người sẽ cùng về chung một nhà và sẽ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và cùng nhau xây dựng một cái gia đình, vợ chồng con cái, một cái gia đình hoàn hảo, một cái ngôi nhà chung. Thì đương nhiên lúc đó các bạn sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Và kết hôn là dĩ nhiên các bạn cũng phải biết được lo cho cái chuyện kinh tế của cả hai người, xây dựng một cái gia đình là đương nhiên có con có cái. Thì sau này đương nhiên các bạn cũng phải thức đêm nửa hôm mà nghe những cái tiếng trẻ thơ khóc chẳng hạn, thì đương nhiên các bạn cảm thấy phiền phức. Nhưng mà các bạn phải suy nghĩ trước, trước khi kết hôn là các bạn phải nghĩ đến cái vấn đề này, hoặc là trước khi mà quyết định có con cái là phải nghĩ đến cái điều này lẽ đương nhiên, chứ không phải giống như ngày xưa lúc mà bạn còn độc thân, các bạn còn tung tăng đi chơi, gặp gỡ bạn bè, đi thâu đêm, thậm chí các bạn có thể là chơi game suốt đêm cũng không sao, và thậm chí là các bạn có thể là quen một lúc nhiều người cũng không sao, các bạn có quyền. Khi kết hôn rồi thì đương nhiên các bạn phải nghĩ rằng cái giờ giấc của mình ngủ nó không có như ngày xưa. Ngày xưa thì mình muốn ngủ như thế nào mình ngủ, mình thức như thế nào mình thức, và mình muốn làm thế nào mình làm. Nhưng với bây giờ kết hôn rồi, đương nhiên cái thời giờ giấc nó không thoải mái rồi, các bạn sẽ bị gò bó nhiều, như là đi làm xong đi về nhà lại có trách nhiệm với một cái gia đình của mình, đó chính là các bạn phải chăm lo con cái chẳng hạn. Hai vợ chồng cùng phấn đấu và làm sao để cho ra nhiều tiền để có thể là phát triển cái cuộc sống của gia đình, để tạo dựng cho con cái có cái nền tảng để cho con cái ăn học được đến nơi đến chốn chẳng hạn. Và thậm chí là các bạn phải biết là trách nhiệm của một người mẹ, người cha, người chồng, người vợ. Thì đương nhiên các bạn phải nghĩ đến ở trong đầu sau khi các bạn kết hôn rồi, chứ không phải còn như ngày xưa. Ngày xưa thì các bạn như là thoải mái một mình, không có ai làm phiền, các bạn có thể là muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, muốn chơi game lúc nào thì chơi game, bạn kéo dài cả mấy tiếng chơi cũng không sao nữa. Nhưng mà khi có con, có chồng, có vợ rồi, lúc đó các bạn khác các bạn. Cái thời gian ngoài các bạn đi làm về thì đương nhiên cái thời gian còn lại rảnh rỗi là các bạn phải nghĩ đến gia đình nè. Cái thời gian đó là các bạn phải vui vẻ chơi đùa với gia đình và chia sẻ với cái gia đình của mình, người vợ của mình hay người chồng của mình, để cho cái cuộc sống đó mới gọi là một gia đình đó. Chứ không phải là các bạn đi làm về các bạn thảy đổ đó, đó các bạn đi nghỉ ngơi, các bạn làm những chuyện khác xong rồi tới giờ bạn đi làm, bạn đi ra ngoài làm thôi, hoặc là các bạn đi về có người làm sẵn như là nô lệ cho các bạn để các bạn sống giống như ngày xưa thì không thể nào. Đó không phải là một gia đình, đó là chỉ là một người ship và một người nô lệ mà thôi, nó không phải là một cái gia đình nhỏ của các bạn đã tạo ra. Nên hãy sống làm sao mà các bạn cảm thấy đủ, các bạn hãy kết hôn với những người mà các bạn cho thật sự là một nửa của bạn và sẵn sàng với nó. Tại vì đừng nên chọn một người quá vội vàng yêu và kết hôn quá quá nhanh với họ, thì đương nhiên cái đó không phải là một cái cuộc sống hôn nhân mỹ mãn đâu các bạn. Hôn nhân là cần phải có tình yêu giữa nam và nữ, cả hai người đều thật sự sẵn sàng, đều thật sự là muốn về chung một nhà và chia sẻ cho nhau những cái điều đắng cay ngọt bùi, và chia sẻ cho nhau những cái gì đó cả hai cùng gánh vác để xây dựng một cái gia đình gọi là hoàn hảo, là tuyệt vời. Một cái gia đình bình thường, một cái gia đình là có cái sự hạnh phúc, có cái niềm vui vẻ trong cái tiếng cười, tiếng nói của trẻ thơ, như là cái sự hòa thuận của hai vợ chồng.
các bạn phải suy nghĩ nhiều lắm, các bạn phải thật sự là chín chắn và quyết định ra riêng cho cái cuộc đời của mình. Hôn nhân cũng là một điều quan trọng nha các bạn. À, ngày xưa thì phụ nữ họ sợ cái vấn đề là sợ bị độc thân, sợ bị ấy chồng. Mà bây giờ thì cái kinh tế phát triển rồi thì nên người phụ nữ họ cũng có thể tự đi ra ngoài đi làm. Thì khi mà đi ra ngoài làm rồi thì có cái tiếng nói của người phụ nữ hơn, thì lúc đó các bạn có thể quyết định được cái cuộc đời của mình. À, nó cũng ngang tầm với người đàn ông rồi, nó không còn như ngày xưa là phụ nữ phải lúc nào cũng thấp hơn người đàn ông. Bây giờ là cái tiếng nói nó ngang bằng khi mà một người phụ nữ thật sự mà làm ra tiền. Thì người phụ nữ dù mà họ có lớn tuổi đi nữa nhưng mà họ vẫn làm chủ được bản thân, họ tự chủ và họ tự kiếm được ra tiền. Thì lúc đó đối với người đàn ông, cho dù họ lớn hay họ nhỏ thì họ vẫn coi trọng cái người phụ nữ đó. Khi mà họ lớn tuổi đi nữa thì họ tạo ra được cái đồng tiền có giá trị và họ kiếm sống được cái bản thân của họ, thì người đàn ông họ sẽ coi trọng người phụ nữ đó chứ không phải là đi xem thường như ngày xưa nữa. Người phụ nữ bây giờ là luôn luôn thể hiện cái bản thân của mình, cái giá trị nâng cao hơn ngày xưa nhiều. Phụ nữ bây giờ là biết tự kiếm tiền, tự làm ra tiền và biết tự chủ cho bản thân. Đây là một cái điều rất là quý. Cho nên cái vấn đề ở đây độc thân và kết hôn nó không phải là cái sự kêu là cái nào tốt hơn cái nào cả các bạn. Người nào mà họ chưa sẵn sàng và họ muốn sống cái cuộc sống độc thân để thoải mái vui vẻ thì họ chọn cái cuộc sống độc thân, không phải là vì họ kén chọn. Và cái người mà họ chọn cái vấn đề là kết hôn, muốn tiến tới hôn nhân là do họ đã mệt mỏi với cái cuộc sống độc thân rồi, họ đã luôn luôn chạy theo cái vấn đề là kiếm tiền rồi, thì đương nhiên họ có đủ tiền và có đủ cái hành trang cái cuộc sống của họ rồi, thì đương nhiên họ sẽ tiến tới hôn nhân và họ muốn tạo dựng cho họ một cái cuộc đời cuối đời của họ, ở phần nửa cuộc đời còn lại để an phận, để sống thật là an nhàn với cái cuộc sống có gia đình, có con có cái ha. Thì những người mà họ không bao giờ mà muốn kết hôn á, khi mà về đến già đó thì đương nhiên họ chỉ sống một mình, và khi mà sống một mình nó rất là khó khăn á các bạn, không có ai nương tựa, không có ai giúp đỡ và không có ai chăm lo cho mình hết. Một người mà sống độc thân cho tới già thì đến như đương nhiên là đến khi mà cuối đời rồi thì ai sẽ hỗ trợ cho cái phần này là khi mà các bạn mất ha. Thì cái vấn đề này rất là khó, nhưng mà độc thân, hãy độc thân trong một cái khoảng thời gian nào đó mà các bạn thật sự là còn ham chơi đi, các bạn hãy để cho mình là độc thân. Khi mà các bạn thật sự đã chơi, đã vui chơi hết rồi, không có còn thấy cái gì mà bổ ích trên cái cuộc đời nữa, không có còn cái gì mà đáng mà để vui chơi nữa, thì các bạn hãy ngừng lại và lúc đó hãy ngẫm nghĩ rằng các bạn có nên chọn một cái người yêu nào đó để các bạn đi tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu chắc chắn sẵn sàng xong rồi thì các bạn hãy nghĩ rằng đây có phải là một nửa của mình không, và sẽ đi đến kết hôn. Đối với Việt Nam mình là kết hôn là một điều rất quan trọng, hôn nhân là một chuyện đại sự, cho nên các bạn phải suy nghĩ kỹ. Tại vì khi mà các bạn vội vã quá thì các bạn kết hôn, sau khi kết hôn về thì cả hai sẽ không tìm được cái tiếng nói chung và không hòa hợp với nhau, thì lúc đó là hôn nhân sẽ dễ bị đổ vỡ. Thì đương nhiên các bạn không thể nào mà sống trong một cái cuộc hôn nhân đó không không hòa thuận và lúc nào cũng cãi vã gây gổ với nhau được, thì các bạn sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc. Thì các bạn đương nhiên là sẽ đến một lúc đó nào đó thì đương nhiên cầu nó sẽ gãy. Thì đương nhiên các bạn sẽ cảm thấy là hối tiếc vì các bạn đã quyết định quá vội vàng. Cho nên khi mà đã đổ vỡ rồi thì cái này cũng gọi là một cái cuộc hôn nhân lần đầu, và tiếp theo bạn cưới vợ hay bạn lấy chồng gì đó, họ cũng gọi đây là một người chồng thứ hai hay là một người vợ thứ hai của bạn, là bạn có hai đời chồng hai đời vợ đó. Cái đó cũng là một cái kêu đã mang tiếng rồi các bạn, khi mà người đời là hay vậy, khi bạn bạn có gia đình một lần thì lần thứ hai đổ vỡ rồi, lần thứ hai tiếp tục thì người ta sẽ họ đó là cái kết hôn nhân của đợt hai, hôn nhân của lần thứ hai đó, là như vậy đó. Cho nên cái hôn nhân, bởi vì người ta nói là tại sao là cái chuyện đại sự, là cái chuyện lớn nhất, quan trọng nhất trong đời của mình, hãy quyết định cho sao mà cho thật kỹ, thật chín chắn. Đừng có gì một phút nào đó mà các bạn vội vàng quá thì đương nhiên các bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì sao ha.
Thì nói chung lại là cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ như thế về cái ý kiến riêng của mình. Còn riêng với các bạn thì như thế nào? Hãy cho dưới cái video comment. Nhưng mà riêng với mình á là mình ngày xưa mình cũng rất là ham chơi các bạn. Mình có một cái khát khao, cái đó không phải là khát khao, là cái sở thích. Chẳng hạn cái sở thích mà mình chưa đạt được nhưng mà mình đã kết hôn nên mình vẫn luôn luôn cảm thấy hối tiếc. Nhưng mà thật sự là cái cuộc đời nó đưa đẩy và cái duyên nợ nó đến thì đương nhiên mình phải chấp nhận. Ngày xưa mình rất là thích là có người yêu và cùng người yêu đi phượt ở khắp nơi, đi qua những cái tỉnh thành, cùng đi trên chung một cái chiếc xe đó, rồi đi tham quan ở khắp nơi và đi cái kiểu giống như là nhìn trời nhìn đất, đi dạo phố chẳng hạn. Thì muốn đi càng xa càng nhiều nơi để tham quan và cảm giác được cái khung cảnh của Việt Nam và cùng với cái tình yêu của mình, thì cái điều đó rất là tuyệt vời. Thì ngày xưa mình cái sở thích và cái mong muốn của mình là muốn là như vậy, nhưng mà chưa bao giờ mình đạt được. Có thể đạt được một hai lần là đi ở tỉnh gần một lần hai lần thôi, chứ không thật sự là cái mong ước của mình là nó đạt được toàn nguyện được các bạn. Nhưng mà khi duyên nợ đến là chấp nhận thôi. Nên bây giờ là mình có chồng và có con rồi, tuy có cuộc sống cũng rất là vui vẻ và hạnh phúc rồi, cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà thật sự là cái tuổi của mình vẫn còn muốn ham chơi, vẫn còn muốn là quay lại cái thời xưa là còn hay gặp gỡ bạn bè, cùng đi tán gẫu, cùng vui chơi, cùng muốn đi đâu mình thích và làm những điều mình thích, cùng quen biết bạn bè khắp nơi và thoải mái giao lưu với tất cả mọi người, cũng như là có thể có sự chọn lựa nha, chọn lựa đối phương để mình biết được cái người nào mình thích nhiều hơn nhá hả. Thì ngày xưa là mình như vậy đó, mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà khi mà có gia đình rồi thì có nhiều chuyện đó để lo lắm các bạn. Lo về con cái, lo về cái vấn đề kinh tế gia đình, lo việc trong việc ngoài, lo nhiều thứ lắm đó các bạn. Khi mà có gia đình thì không có ai lo giùm cho mình được, mình phải tự lo mình, và hai vợ chồng cùng bàn bạc với nhau làm sao cho cái cuộc sống của cả nhà đều ok, đều ổn nhất. Và trước tiên khi mà có gia đình rồi thì có con có cái rồi thì đương nhiên là lúc nào mình cũng phải nghĩ con mình trước, rồi sau đó mới tới cái phiên mình được hả. Thì đương nhiên cái cuộc đời của mình là bây giờ nó không còn là quan trọng nữa, mà là quan trọng đó chính là con cái của mình. Nên là khi bất cứ gì đi nữa, mà khi mà tới cái miếng ăn miếng uống hay là tới cái giờ giấc giờ ngủ gì đó thì đương nhiên là mình phải nghĩ tới con cái của mình trước, xong đó mới tới lượt của mình. Có như mình cũng như mình ga ghìa đó, có con là mình ga ghìa đó, mình phải nghĩ đầu tiên là con cái của mình trước. Ngày xưa là mình hay nghĩ là cho mình, cho bản thân mình, nhưng bây giờ thì không. Nên bây giờ là cái phần còn đợi còn, cuộc đời còn lại đó chính là gia đình bé nhỏ của mình mà thôi. Quan trọng là sống như thế nào cảm thấy đủ và hạnh phúc là được rồi. Cho nên cái vấn đề ở đây là độc thân hay kết hôn gì do mỗi người có cái hướng đi khác nhau và có cái sự quyết định khác nhau. Nếu mà các bạn chưa sẵn sàng thì các bạn chọn là một người độc thân sống một thời gian như thế nào đi đã. Nếu các bạn cảm thấy chán nó rồi thì các bạn hãy ngẫm nghĩ lại xem mình có nên gò bó bó chặt cái cuộc đời của mình cho một người khác hay không. Nếu mà các bạn chấp nhận, ok, các bạn phải hiểu biết là những cái vấn đề gì đó khi mà kết hôn rồi thì sẽ xảy ra những cái gì 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 đó, thì các bạn phải chấp nhận. Chấp nhận rồi thì các bạn hãy quyết định đi đến hôn nhân thôi, cái này là điều rất là bình thường. Rồi kết thúc video ngày hôm nay, nói chung là Lan nói cũng hơi lý giải một chút xíu nên nó hơi dài dòng chút xíu, nhưng mà thật ra là Lan muốn chia sẻ nó hơi thực tế với cuộc sống và nó nói theo một cách chân thành nhất mà riêng Lan suy nghĩ và Lan nói ra. Mong rằng các bạn sẽ xem video cảm thấy nó vui vẻ trong cuộc sống chẳng hạn, vừa vừa giải trí chẳng hạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Bye bye.